Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Đã có bảng báo giá phụ tùng xe VinFast thấp nhất chi tiết 1.000 đồng và cao nhất là 255 triệu đồng. VinFast vừa công khai bảng báo giá phụ tùng sửa chữa dành cho hai dòng xe ô tô của mình là VinFast Fadil và VinFast Lux. Theo báo giá, những chi tiết rẻ nhất như bu lông, vít chỉ ở mức 1.000 đồng, cao nhất là động cơ của VinFast Lux hiện đang ở mức 255 triệu đồng. Cụ thể, theo nhà sản xuất, việc công bố bảng báo giá phụ tùng thay thế cho hai dòng xe VinFast Lux và VinFast Fadil nhằm mang đến sự an tâm tin tưởng và bảo đảm chất lượng dịch vụ cho khách hàng khi trải nghiệm sản phẩm. Phụ tùng thay thế được cung cấp bởi các nhà sản xuất linh kiện và phụ tùng ô tô chính hãng đã được điều chỉnh mức giá tốt nhất và được bảo đảm trải qua những khâu kiểm nghiệm khắt khe nhất về chất lượng. Như vậy, với việc chi tiết phụ tùng thay thế, khách hàng có thể dễ dàng nắm được giá cả phải chi trả nếu như có nhu cầu thay thế sửa chữa cho xe cưng mà không cần lo nhầm lẫn về giá như đã có một lần trước đây. Trước đó, một vụ lùm xùm có liên quan đến thay thế phụ tùng của VinFast cũng được dư luận đặc biệt quan tâm. Thước lái của VinFast Lux A2.0 trị giá 25 triệu đồng bị đại lý báo nhầm thành 300 triệu đồng, nâng tổng mức báo giá sửa chữa của chiếc xe lên tới 520 triệu đồng. Đại diện của VinFast đã ngay lập tức lên tiếng đính chính về thông tin này. Tuy nhiên, VinFast cũng lưu ý giá bán phụ tùng chưa bao gồm phí lắp đặt và có thể thay đổi mà không cần phải báo trước, tùy theo sự thay đổi của thị trường. Để bảo đảm sự an toàn chất lượng, gia tăng tuổi thọ của xe, VinFast khuyến cáo khách hàng nên sử dụng các sản phẩm phụ tùng thay thế và sửa chữa bảo dưỡng khi cần tại các xưởng dịch vụ chính hãng trên toàn quốc. Khách hàng quan tâm đến bảng báo giá, các linh kiện dùng cho xe VinFast có thể xem dưới phần mô tả của video và bấm vào đường link xem báo giá. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh minh họa sắc nét và đẹp mắt. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ bài để kênh được phát triển hơn nữa. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và thành công.